rất cảm xúc và rất nghẹn ngào, và một cái gì đó hết sức bay bổng lãng mạn và rất là rào rạt. Vâng, âm thanh rất tuyệt vời. Vâng, hình thức thì như các bạn thấy. Vâng, hình thức như các bạn thấy. Vâng, cây đàn được trang trí thêm những cái hoa văn chi tiết như thế này, những cái họa tiết như thế này, làm rất là nổi bật thêm cái khuôn dáng. Vâng, rất là thanh, rất là thanh mà vẫn rất là đẳng cấp. Vâng, bây giờ chúng ta cùng kiểm tra 88 phím của cây đàn. Vâng, về những yếu tố kỹ thuật mà tôi vừa thử thì các bạn hoàn toàn yên tâm. Vâng, bây giờ chúng ta sẽ xem cây đàn này đã được đánh giá như thế nào và kiểm tra phần bên trong cũng như bên ngoài của cây đàn. Xin mời các bạn cùng xem đánh giá của cây đàn này do Hiệp hội Piano đã qua sử dụng của Nhật bình chọn. Vâng, cây đàn có body B, key A, pin A, XLR và support A. Vâng, tôi chỉ nhập, tôi muốn nói rằng tôi nhấn mạnh tôi chỉ nhập những cây đàn chất lượng cao. Vâng, tôi không nhập những cây đàn có thể nói là những cái đàn nát, bởi về đại tu tôi không làm cái việc đấy. Vâng, cây đàn được sản xuất năm 1987. Vâng, rất tuyệt vời. Vâng, bây giờ mời các bạn xem qua phần bên ngoài cũng như là bên trong cây đàn. Trước hết là chúng ta cùng nhìn phía dưới bên cây đàn. Đây cũng có cái họa tiết như thế này. Đấy, tương xứng ở trên. Có ba bề đàn để bảo dưỡng rất là sạch đẹp. Rồi, mời các bạn xem tiếp. Phần hồi đây. Rất đẹp như thế này. Rồi, hồi rất đẹp đúng không ạ? Rồi. Và bây giờ là phần support. Rất là đẹp đúng không ạ? Đây. Vâng, rất mới. Vâng, rất mới và các bạn thấy rằng là không có vết nứt vỡ nào cả. Đấy, vâng, rất đẹp như thế này. Và đây. Hồi bên này cũng rất đẹp. Vâng. Đấy, wow. Các bạn sẽ thấy rằng là trước hết là một đặc điểm chúng ta nhìn thấy ngay là các cái chuôi búa này. Đấy, các cái chuôi búa đây chúng ta gọi như vậy. Rồi. Nó đều được làm bằng những cái gỗ đậm màu, có trọng lượng riêng, nó nặng hơn và như vậy nó giúp cho cái quán tính khi mà cái búa lao vào sẽ được mạnh hơn, tốt hơn. Và chúng ta xem luôn đây, các bạn thấy rằng là độ đều của cái búa này khi mà cái hao mòn của nó gần như không đáng kể, rất tuyệt vời như thế này. Đấy, chúng ta kiểm tra lên đây rất là chặt này, một cái đặc điểm mà chúng ta nhận biết ngay được cây đàn nó có tốt hay không, đúng không ạ? Đấy. Rồi, đến đến chốt pin. Các bạn thấy sao ạ? Đặc điểm đầu tiên là đây là phân khúc cao cấp của Yamaha nên là các chốt pin được làm bằng thép trắng các bạn nhé. Thép trắng như này. Nó sẽ không rỉ. Đấy, nên các bạn thấy là cái khả năng để mà tụt chốt pin cũng như là để rỉ đứt dây nó sẽ rất là hạn chế, rất là hạn chế. Vâng, đấy. Các dây đồng rất là sạch đẹp như thế này. Và tiếp theo các bạn xem. Đây. Đấy. Rồi. Rồi. Chưa. Tôi nghĩ là một cái action rất rất là mới, đúng không các bạn? Rồi, bây giờ chúng ta xem phần bên dưới. Rồi. Cái này không có cái gì để bình bởi vì là nó quá đẹp. Vâng. Rồi. Không không có gì để nói về nó như mới các bạn ạ. Vâng. Tôi muốn nói rằng là một cái đàn mà được đánh giá từ nguyên bản gốc đến 4 tiêu chí A như các bạn vừa xem, và tất cả mọi thứ chúng ta vừa xem đều rất là mới, một chút body ở ngoài là B. B không phải là xấu các bạn nhé. Đấy, thế nhưng mà tức là do cái cũ thời gian thôi, chứ còn lại là người chủ trước chắc chắn là rất ít sử dụng. Nên chúng ta thấy rằng là đầu búa ít hao mòn, máy móc rồi tất cả mọi thứ rất rất mới, và bên trong mới, rất mới hơn nhiều so với bên ngoài, phải không ạ? Vâng. Một cây đàn rất đáng để chúng ta lưu tâm, đặc biệt là những gia đình có nội thất thiên về gỗ tự nhiên như thế này. Cảm ơn các bạn.